Phạm Như Phương phản ứng ra sao khi bị bóc mượn ảnh sống ảo phải xin bồi thường, dùng thẻ đen phong bạt ẩm ý. Hot Girl sinh năm 2K3 tỏ ra không quan tâm quá nhiều đến những tin đồn tiêu cực xung quanh. Phạm Như Phương, nickname Louis Phạm, sinh năm 2003, là một trong những hot girl, tiktoker đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bởi ngoài ngoại hình cuốn hút, nổi bật, Như Phương còn được nhiều người ngưỡng mộ với chuyện tình yêu đẹp cùng bạn trai Việt Kiều. Tuy nhiên mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện group anti Phạm Như Phương. Chỉ sau 3 ngày lập nhóm, số lượng người tham đã lên tới hơn 35 k thành viên và vẫn đang liên tục tăng. Các bài viết trong nhóm chủ yếu thể hiện sự không thích khi người đẹp sinh năm 2003 có nhiều cách cư xử chưa phù hợp với những mối quan hệ xung quanh, vướng ồn ào phong bạt khi thường xuyên khoe đồ hiệu. Đáng chú ý nhất phải kể đến bài đăng của một tài khoản tố phạm như Phương sử dụng hình ảnh của mình đã đăng tải từ năm 2020 để sống ảo trên Instagram. Trước những xôn xao từ dư luận, Phạm Như Phương cũng đã liên hệ trực tiếp với người đăng tố để giải thích. Người đẹp sinh năm 2003 cho rằng sẽ sẵn sàng đền bù thiệt hại vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngoài ra trước đó, Như Phương cũng từng bị một người bạn thân bóc phốt trên livestream về việc luôn cố tình sử dụng thẻ đen để khoe sự giàu có. Song chiếc thẻ đó cũng không rõ nguồn gốc có thực sự phải của cô nàng hay không. Giữa lúc bị netizen tìm kiếm về những ồn ào không mấy tích cực, Phạm Như Phương tỏ ra không quá quan tâm. Cô nàng vẫn tập trung vào cuộc sống riêng của mình, thậm chí còn thể hiện đẳng cấp giàu có. Theo đó, Như Phương cùng hội bạn tranh thủ ghé vào một cửa hàng đồ hiệu, mua sắm nhanh chóng và thanh toán bằng chiếc thẻ đen quyền lực. Về phía Như Phương, cô cũng không lên tiếng chính thức kể từ khi nhóm Anti xuất hiện. Trước đó, Hot Girl Hà Nội từng nhiều lần chia sẻ trong livestream, không ngần ngại giấu giếm những lùm xùm xoay quanh mình như chuyện tình cảm với người cũ, các mối quan hệ bạn bè. Ngoài ra, như Phương cũng thẳng thắn nhận lỗi về những chuyện từng làm sai trong quá khứ. Phạm Như Phương từng là vận động viên thể dục dụng cụ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cô nàng từng gặt hái nhiều thành tích ấn tượng là hạt sống tiềm năng của đội tuyển. Xong, sau bài tố ăn chặn gây ồn ào, Như Phương tuyên bố giải nghệ ở tuổi 20 và tập trung làm nội dung trên TikTok. Cô nàng sở hữu phong cách thời trang khá bạo, quyến rũ, không ngại mặc đồ ngắn khoe trọn vòng eo cùng body săn chắc. Bên cạnh đó, như phương dù còn rất trẻ tuổi nhưng đã có thu nhập tốt cuộc sống vô cùng sang chảnh khi thường xuyên check in những nơi đắt đỏ sở hữu nhiều món đồ hiệu xa xỉ